Hello, hello, hello. Nói đi, ngon nói đi. Tổng thống Donald Trump muốn Việt Nam là một quốc gia hùng mạnh, biên giới mạnh mẽ, người Việt Nam có quyền quyết định về những gì xảy ra trong nước, chứ không bị các thế lực toàn cầu hóa quyết định. Tổng thống muốn Việt Nam chế tạo những sản phẩm có chất lượng cao, sản xuất một cách hữu hiệu nhất. Tổng thống không muốn can thiệp vào đường lối ngoại giao và nội chính, có nghĩa là Việt Nam có thêm tự do, độc lập và hy vọng có thêm hạnh phúc. Tổng thống muốn Việt Nam đi thăm và nhập cư vào Hoa Kỳ. Không có gì khác trước đây, miễn là hành động một cách hợp pháp. Tổng thống Donald Trump muốn tặng Việt Nam một món quà bất ngờ. Đây là cơ hội để chúng ta cố gắng làm việc tốt, tạo ra những phẩm chất tốt và vực dậy quê hương, thay vì đem bán quê hương cho quân tài phiệt toàn cầu hóa và đồng minh của chúng. Ước gì cho nên hôm nay đó
của anh Phan, và sau đó nữa thì cũng có chút vật phẩm để gọi là tôi đã chiêu đãi và vui vẻ với lại tất cả của thành viên chúng ta. Sáng nay thì tới để tìm hiểu, thì lát nữa cô đi công việc, lát nữa cô tới trễ thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị. Bên cạnh cái vấn đề khách đó, thì chúng ta trong hộ chúng ta có ai bị bệnh hay không? Bệnh dạ. Thì cũng thông báo cho tất cả trong hộ của chúng ta. Feedback with my member here that, you know, we are the same family. We serve the same people. And it's been a couple of months now since, like, you know, the UVC, the AVVA doesn't provide me with, you know, help. Our people ask me that kind of question. I'm not telling you. So, you know, I don't feel that bad. That's why I ask him. Kính thưa quý vị, sẵn con chắc rằng bởi vì vừa qua đó là có họp của tôi ở trên bộ nhà, tôi có đặt ra một câu hỏi mà tôi biết trong quý vị cũng có một số người đó đã hỏi tôi tại sao cái đơn vị của mình như thế này là mình làm việc. Cái thứ nhất là với hội mẹ. Hội mẹ là cái hội mà nó sponsor mình, nó đứng đằng sau lưng mình. Và bên cạnh đó mình còn cái phần tổng hội của cựu chiến binh ở đây. Nhưng phần lớn á, quý vị thấy những cái ngày lễ, kể cả những ngày lễ quan trọng nữa, là quý vị chỉ thấy cái branding mà không có những cái người quan trọng ở trong những cái tổ chức đó. Làm ra tôi nói một cách khéo, tôi không muốn làm mất lòng với họ. Tôi yêu cầu trong cái buổi họp đó là họ giúp đỡ tôi để tìm ra cái câu trả lời nếu tôi phải trả lời cho quý vị. Ở một cái sự tự do và dân chủ như thế này, nhất là đối với người Mỹ, mình nghĩ cái gì mình phải nói thôi. Nếu mình không nói thì người ta sẽ không làm. Thành ra là mình cũng có cái danh dự của cái hội của mình. Ở trong hội mình hỏi như vậy thì ở ngoài người ta cũng sẽ đặt cái câu hỏi như vậy. Tôi hiểu, tôi cũng có nói với họ, tôi hiểu rằng là những cái tổ chức đó là bây giờ họ không còn nhân lực nữa. Phần lớn là già hết trơn rồi mà lại bị bệnh hoạn nữa. Cho nên họ không có thể bất cứ một cái chương trình hoặc bất cứ một cái ngày lễ nào họ có thể tham dự với chúng ta. Nhưng ít nhất họ cũng phải gửi một người tới để gọi là đại diện cho cái tổ chức như vậy. Thì họ hứa với tôi rằng thôi là kể từ bây giờ trở đi, bất cứ một cái event gì, bất cứ một cái ngày lễ gì, bất cứ một cái dịp gì thì chúng ta sẽ làm một cái văn thư bằng email đàng hoàng và gửi đến họ. Thì nếu như họ có thi hành hay không đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ làm việc sau. Đó là chuyện dễ. Tôi với anh Phan làm việc với nhau trong 10 năm nay rồi, không khi nào chúng tôi có một tiếng to nhỏ gì với nhau cả. Tôi, ý của tôi làm sao thì ý của anh Phan cũng như vậy. Quý vị cũng đã có nhìn thấy ở trong cộng đồng là thường thì đã có một cái di nguyện là gửi cho hội $1,000 để cho hội làm những cái chuyện volunteer mà hội đã làm. Không làm thì tôi cũng không có phù hợp, và cái thứ hai là không có làm để mà đi đến nói chuyện với anh em. Trong cái thời gian mà xã tôi gần thì họ cũng về đến thăm viếng, rồi lúc năm chung thì cũng đến viếng, cho nên là trước khi đó đã có
nói với tôi hứa là để tôi sẽ làm. Hôm nay gần hơn 2 tháng rồi chưa làm, thành ra đây tôi cũng xin trình bày với ông Quý Hội và anh Trang, thì tôi sẽ đưa 1.000 đồng. Tôi cũng không biết là sẽ đưa cho ai ai giữ. Dạ, tôi có xin hết ông Nghiêm đó thôi. Cảm ơn anh Hiệp. Xin quyền của trong cái ban điều hành làm thì theo ý kiến mà nói để cho hội làm gì đó làm, tôi không ý kiến gì cả. Dạ coi như là đại khái cũng giống như là anh Điền vậy đó. Thì hội muốn làm cái gì đó thì làm đó. Rồi chúng tôi không có ý kiến gì hết, chúng không có kiến định gì hết. Xin quý vị cho một tràng pháo tay là theo như anh Hiệp, đó là tùy ban điều hành mà sử dụng sao được, tùy ban điều hành theo cái dạ. Trước khi tôi đi vào chi tiết thì chú Dương và tất cả các hội viên của hội AVVA. Vân Lê cảm ơn tất cả các hội viên đã đến đóng góp trong cái ngày lễ vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ tại trong trường YB. Đó là một cái điều mà Vân Lê rất là hãnh diện, và có cái sự đóng góp của hội AVVA, Vân Lê thấy rất là vui, là cũng đã vinh danh các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam. Thì cái điều mong muốn của Vân Lê trong đây là hy vọng là chúng ta vẫn của chúng ta, bây giờ hôm tháng rồi chúng ta không có trong cái tháng xưa nữa chúng ta không có làm birthday, vì chúng ta không có hội. Thì trong cái tháng 6 đó chúng ta có birthday của chị Ngọc Bích, của chị Ngọc Vân, và chị Ngọc Vân rồi chúng ta có Nancy Nguyễn, có anh Pha Thành Tài, có anh Đôn Trần và anh Trần Song Nguyên, tức là hội trưởng hội Việt Cộng Quân đó. Thì tôi xin chuyển lời để xin lỗi anh Pha Thành Tài. Tôi biết là tôi coi chữ Thành Tài mà tôi đánh ở trong cái email là Thành Lợi. Thì tôi nghĩ đó là một cái điềm cho anh Thành Tài đó. Tôi nói ảnh mua lô tô đâu, không biết đâu ảnh tài và ảnh có lợi tiếp theo đó. Ok. Rồi tới tháng 7 này thì chúng ta bước về, chúng ta có thưa là của chị Phan. Là Nguyễn Thị Cúc, là chị Phan đó, của chị Kiều Hương, của anh Bình Úc, và anh Bình Úc, anh Phạm Công và anh Phạm Thảo Trung thì bận đi làm việc, và người sau cùng là Randy, Mr. Happy Birthday. Ok, thì bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta hát bài Happy Birthday xong rồi chúng ta lát ra ngoài đó, rồi chúng ta hãy chụp hình với cái bánh birthday này kia nữa. Thì xin mời quý vị cùng tôi hát là Happy Birthday. 2, 3. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ok, và tôi thấy giống như lời của anh Phan, anh Cang nói hồi nãy đó, tại sao anh Phan cứ theo cái hội của mình vậy. Thì tôi xin quý vị lần từ nay về sau khi mà mình đi họp á, mình chịu khó mình mặc cái bộ đồ, cái t-shirt hoặc là cái áo thun này đi để mình chụp hình này, mình quay phim rồi cho nó đẹp chút. Và như lời anh Cang nói hồi nãy đó, thì hôm tuần rồi chúng tôi có họp sơ bộ để tìm ra một cái phương hướng để cho trong cái hội của mình về vấn đề bầu cử. Thì hồi nãy anh Cang có nói là chúng ta sẽ bầu ra một cái ban bầu cử gồm có 3 người, một trưởng ban và 2 phó ban, và tất cả chúng ta những thành viên của hội AVVA đều là giám sát cho cái ban bầu cử đó. Thì hôm kỳ rồi chúng tôi có sơ khởi đó, thì chúng tôi sẽ bầu ra là một ông hội trưởng, một ông hội phó ngoại vụ, ông hội phó nội vụ, ông thư ký và 3 người thủ quỹ. Thì như là anh Cao nói hồi nãy, anh Cang đã nói thì xin lỗi là bây giờ ảnh đã hôm kỳ rồi là chúng tôi từ từ là chúng tôi sẽ có là
anh Cang sẽ tạm thời giữ lý xử lý thường vụ để trong lúc mình chờ mình tren một cái ông thư một ông hội trưởng còn trẻ đầy kinh nghiệm để mình hãy là cái còn tụt tôi cũng sắp xuống lộ hết rồi. Đó là cái ý kiến của chúng tôi. Hình tự ra thì lúc đó thì đã bầu ra như thế này, đã có ý kiến và chọn ra là anh Cang á là xử lý thường vụ hội trưởng kiêm hội phó ngoại vụ, còn tôi Đào Dược là nội vụ kiêm thư ký. Mà đó giờ tôi thư ký với tôi cũng làm cái chuyện nội vụ hết trơn rồi. Như vậy thì tạm thời như vậy đó, thì bây giờ anh Cang xử lý thường vụ hội trưởng kiêm phó hội phó về ngoại vụ, phải quý vị? Đào Dược tôi thư ký kiêm phó nội vụ, anh Hiệp sẽ tạm thời là đứng ác cao chung với anh Cang và cô Tina. Chị Thủy, ủa chị Đức, cô Hoài Niệm với chị Thủy với ấy nhiều người là xin phụ giúp ở trong vấn đề mà tiền bạc chi tiêu là này kia nọ gì trong đó. Nó còn một cái nữa là bà anh Trương nhắc tôi mới nhớ là bây giờ kính thưa quý vị như thế này là tại sao các hội đoàn người ta cứ hè hội này hè hội kia hè, mà AVVA chúng ta không có ăn hè ha. Bây giờ chúng ta ăn hè nha, bây giờ chúng ta mỗi người chúng ta làm đi để cực khổ chị Cang lắm rồi, chúng ta mỗi người xin 20 đi, chúng ta góp lại rồi chúng ta mua Tugo về rồi chúng ta lại đây chúng ta là ăn thôi. Thì bây giờ quý vị ấn định cho trong tháng 8 ngày nào thì chúng tôi sẽ, tôi với đây sẽ bàn và chúng tôi sẽ đưa lên email. Cuối tháng 8 đi. Có động 8 đi chú ơi. Thì bây giờ cái người đầu người cuối thôi, mình để làm những cái giữa đi. Ok, thì bây giờ chúng ta giải quyết cho sớm đi, bây giờ cũng xin lỗi chứ nóng nực quá đi, quý vị cũng ngay lắm rồi. Một số thức ăn cho anh em chúng tôi trước là cũng anh Phan, sau là chúng tôi được hưởng cái đó, thì xin cảm ơn gia đình của anh chị Phan rất nhiều. Tôi xin giao lại cho anh, tôi xin quý vị một phút. Happy birthday to you. Yeah, look at all the goodies we get. Wow. That's awesome. Happy birthday to you. Oh, man. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như Thái à. Nhạc cái gì vậy, quen quá à. Hát hay nghe bia ngang chứ. Tự nhiên bia trong thùng á. Chim không chai nha. Có hát trà đá. Oh yes. Trà đá. Trà đá. Sữa. Đồ đồ tráng miệng. Trên bầu trời xanh đi xin cờ vàng tung bay trên đường rộn ràng người đi hôm nay dưới bóng quốc kỳ bên nhau chung sức ước hẹn ngày về quê hương say đắm tự do cờ vàng tung bay trên bầu trời xanh đi xin như cờ vàng bay vui mừng để chào dân mi bên nhau chung sức ước hẹn mai đây ta sẽ trở về dập trời trong gió lòng lòng bằng quốc kỳ vàng bay rực rỡ hồn núi sâu từ vườn nào đưa muôn thao chờ mong cờ vàng rực rỡ đẹp núi sâu quân dân bên nhau góp sức chung lòng ngày về tổ quốc lòng ước mơ tiến lên anh em ngày ấy ta trở về tan ta về từ ngàn muôn phương cờ vàng tung bay ôi mộng cờ vàng yêu thương tin vui bay khắp phố phường mừng giật nô nức xuống đường cờ vàng tung bay rớt trời khắp quê hương bay trên bầu trời xanh đi xin cờ vàng tung bay trên đường rộn ràng người đi hôm nay dưới bóng quốc kỳ bên nhau chung sức ước thề ngày về quê hương xây đắp tự do cờ vàng tung bay trên bầu trời xanh đi xin như cờ vàng bay vui mừng lễ chào dân mình bên nhau chung sức ước thề mai đây ta sẽ trở về giọt trời trong gió lấp lấp bóng quốc kỳ vàng bay rực rỡ hồn núi sâu